Thật ra trên thị trường Việt Nam á thì cái tên nó nhiều lắm, mà nó chỉ có hai loại, nói chung hai loại chính thôi, đó là paracetamol hay là ibuprofen. Trong thị trường á, thì nó sẽ đặt tên này tên khác, ví dụ có thể là Efferen Gan hay là một cái thương hiệu khác của những cái hãng thuốc khác, người ta gọi là đặt tên theo mà tên thương mại đó. Còn bản chất của nó cũng là paracetamol hay là ibuprofen. Thứ hai là nó có thể đóng dạng gói dễ uống, rồi dạng viên hay là dạng nhát hậu môn, và nó có nhiều liều lượng khác nhau, có nhiều liều lượng khác nhau, có thể là dạng nước, dạng gói, rất là nhiều liều lượng khác nhau. Thì trong sốt xuất huyết á, thì người ta vẫn khuyên mình nên xài cái loại paracetamol. Và phụ huynh á, thì không có chú ý, chúng ta nhớ là khi mà mình điều trị thuốc sốt cho con nít á, là phải điều trị theo ký. Chứ nếu mình theo tuổi là thế nào nó cũng lộn mà. Tại có đứa thì nó tuổi lớn một ký thấp, có đứa tuổi nhỏ một ký cao. Thành ra phụ huynh cố gắng làm sao học cái cách cho thuốc hạ sốt á, phải theo ký. Efferen Gan có ảnh hưởng như vậy hay không? Thật ra thì nó không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta cũng không cần lót gì đâu, và chúng ta cũng không cần uống một cái thuốc hạ sốt phải uống sau ăn đâu. Chúng ta chú ý là trẻ con á, mình hay bắt nó ăn xong nó uống á, còn mà khi nó no đó, rồi nói với mình chống chọi với nhau trong việc uống thuốc á, là ăn vô nói là uống sau nói ra. Mình vẫn có thể uống thuốc xong rồi cho nó uống sữa cũng được, vậy đâu có sao. Tại cái thuốc sốt nó rất là nhẹ nhàng, sủi thì nó dễ uống hơn nữa, cho nên chúng ta không cần thiết phải đệm miếng sữa rồi uống thuốc vô cho nó chắc ăn cái bụng.